Nước Úc cá voi màu trắng rất hiếm khi xuất hiện và những ai từng bắt gặp chúng đều phải suýt xoa vì vẻ đẹp phi thường này. Cá voi lưng gù màu trắng có tên Miru là con cá rất nổi tiếng trên thế giới. Miru được mô tả là một trong những động vật huyền bí nhất sinh sống trên trái đất. Và mới đây một số người đã bắt gặp Miru bên bờ biển phía đông của nước Úc. Miru là một trong số 35.000 con cá voi lưng gù sẽ thực hiện hành trình gian khổ từ Nam Cực đến vùng biển ngoài khơi Queensland. Trung tâm nghiên cứu cá voi trắng và di sản dạng san hô Great Barrier đã lập một tài khoản dành riêng cho Miru để người hâm mộ được cập nhật về cuộc sống của con cá. Miru lần đầu được phát hiện vào năm 1991 và kể từ đó, con cá có một đội quân theo dõi và chăm sóc thầm lặng từ xa. Khi lần đầu tiên xuất hiện, Miru được xem là con cá voi màu trắng DQNHT trên thế giới. Mãi đến năm 2011, một chú cá voi lưng gù toàn màu trắng khác mới được phát hiện. Kể từ đó, chỉ có 3 hoặc 4 con cá voi trắng được xác định trên thế giới. Qua đó có thể hiểu được Miru đặc biệt như thế nào đối với hành tinh này. Theo luật pháp của Queensland, các công ty lữ hành không được tiếp cận trong vòng 500 mét nơi cá voi trắng xuất hiện. Một con tàu có thể sẽ bị phạt đến 16.500 đô la Úc, hơn 264 triệu Việt Nam đồng, nếu vi phạm. Có nhiều bình luận cho rằng Miru là cá voi bạch tạng nhưng các nhà nghiên cứu chỉ đưa ra khẳng định Miru bị suy giảm sắc tố. Nguồn Lost Bird. Ha ha ha, 闻什么的索河。